Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay mình và Andy dắt Sarah đi đến tham quan cái nơi mà mình sẽ gửi Sarah ở đó khi mà nhà mình về Việt Nam. Thì tụi mình có hẹn 12 giờ nhưng mà đến đây thì còn khá sớm nên tụi mình đi dạo vòng quanh đây một chút. Đây là dòng sông Inler, nước trong vắt và hai bên rất nhiều cây cối. Một nửa bên mình đang đứng thì rất là cạn, đá, sỏi đá nhô lên. Nhưng mà chỉ có một đoạn thôi, còn một bên thì nước rất sâu và nước chảy rất xiết. Ở đất sông suối thường có sỏi đá tự nhiên như thế này nè cả nhà. Đá quá trời luôn á, đá này mình nhặt về mình để trong vườn cũng đẹp ha. Nhặt nặng lắm á, để mà có cái xô mình nhặt được á. Đẹp quá, ở chỗ này đẹp quá. Sarah muốn xuống nước lắm nhưng mà bây giờ không có cho ướt được. Mùa hè ấm áp á, thì có thể đem đồ ra đây ngồi ở đây ăn uống rồi picnic ở đây, rồi thích thì xuống bơi. Ở xa xa kia đó người ta ngồi giống kiểu picnic á, ngồi ăn uống rồi thư giãn ở đây. Nhưng mà ở đây bơi cũng nguy hiểm lắm, tại vì tắm bơi mà không có bơi giỏi á, thì bên cái dòng chảy bên kia chảy nước chảy rất là xiết. Mình vừa hỏi Andy là tại sao một bên thì nước rất sâu và cái bên này thì bãi đá nó lại cạn như thế này. Thì Andy nói là do cái cua, ở đây tới cái dòng sông này nó không có thẳng, xong rồi tới cái cua thì giống như là đá nó chảy nó đổ về đây, xong rồi nó tụ lại đây á. Tụi mình đi sớm quá cho nên còn tới gần một tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Nước ngay chân cầu chảy xiết dễ sợ luôn. Mình không biết là cái bãi đá này nó dài bao xa. Mình đi lên trên kia, đi lên cái đường đi bộ. Dọc bờ sông thì có cái đường đi dạo này nhưng mà người ta để cỏ. Ở đây thì lúc nào nắng đi dạo được, còn lúc nào mà không có nắng thì sình lầy. Cũng có vị sư. Oh, süß. Wie ein Teddybär. Ja. Oh, der ist auch klein, gell? Ja, der ist süß. Hey. Das ist klar. Oh, oh, oh. Yes, ich muss jetzt Sarah, langsam. Den will ich haben. Meiner, ja, das ist meiner. Sarah rất thích chơi với những con chó khác. Tschüss. Okay, sehr süß. So will ich auch einen haben. Hä? So für mich ist es leichter. Ich will nur kurz da unten. Willst du die langsam mit oder?
Mình đã đến nơi mà mình sẽ gửi Sarah ở đây vào mùa hè khi mà gia đình mình về Việt Nam. Thì ở đây người ta gọi là Hunde Hotel hoặc là Hunde Pension, tức là khách sạn hoặc là nhà nghỉ dành cho chó. Ở bên ngoài này là những cái sân, thì có mấy khoảng sân để chó có thể chạy ra ngoài chơi đó. Giờ mình vào bên trong xem thế nào ha. Mình chưa bao giờ nhìn thấy bên trong khách sạn của chó như thế nào. Đây bên trong thì là từng như là từng cái chuồng nhưng mà khá là rộng rãi và có giường ngủ. Trong này có cả máy lạnh và lò sưởi. Nếu như mùa hè nóng thì sẽ bật máy lạnh lên, mùa đông lạnh thì sẽ bật lò sưởi. Đó, mình đến đây thăm thì mình thấy khá là hài lòng. Và mình sẽ xem đặt vé, và khi mà mình có cái ngày mà mình đặt vé chính xác đó, thì mình sẽ báo lại để cho bác làm hợp đồng, rồi mình sẽ có chỗ gửi Sarah. Khi mà đến đó tham quan thì mình thấy khá là yên tâm, bởi vì bác không có cho hai con chó ở chung một phòng, sợ là nó sẽ cắn nhau, mà giữ cứ đúng một con một phòng thôi, một cái chuồng đó. Như vậy thì mình sẽ yên tâm là chó của mình sẽ không có cắn nhau với lại con chó khác. Gửi như vậy thì nếu như mà mình gửi buổi sáng và buổi chiều mình đón về đó, thì sẽ là 22 euro một ngày, tức là khoảng 550.000 đồng. Còn nếu như mình gửi 24 tiếng, như là mình đi chơi bao lâu đó, thì mình gửi thì cứ tính tiền là 28 euro một ngày, tức là khoảng 700.000 đồng một ngày. Thì cái phí này đã bao gồm cả thức ăn. Khi mà vào cái phòng mà bác trữ thức ăn dành cho chó đó, thì có rất nhiều loại thức ăn, và bác mua toàn thức ăn tốt thôi. Có cả thức ăn khô, cả thức ăn ướt. Sarah nhà mình thì thích ăn ướt, nên mình cũng không có lo về thức ăn. Và mình có hỏi là nếu như mà mình muốn xem hình trong cái thời gian mà tụi mình đi chơi đó, mình muốn xem hình hay là video của Sarah thì bác có gửi cho mình hay không, thì bác nói ok, bác sẽ gửi qua tin nhắn cho mình. Như vậy thì mình càng yên tâm hơn, và khi nào mà nhớ Sarah đó thì mình có thể xem hình hay là xem video. Mình đã về đến nhà rồi đó, cả nhà thấy là cánh hoa đào hôm nay rụng xuống như là một thảm hoa luôn nè cả nhà. Trên cây vẫn còn hoa nhưng mà không có còn nhiều. Còn đây là dâu bạch tuyết đang ra hoa và đã đậu trái rồi nè. Bên đây thì là dâu đỏ. Đó, trái nè cả nhà. Tháng 6 là sẽ có trái chín rồi ha. Sarah ngủ ngon lành. Bây giờ mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.